Ok, hello anh em. Chào mừng tất cả các em đã quay trở lại với tôi nhá. Tôi đã lại quay trở lại với cái cua cũ của chúng ta ở đây anh em. Ngôi làng rất là đẹp. Hoa này à. Ok, cho tôi nhảy cái anh em nhá. 1 2 3. Ok. Ok, xong rồi anh em ạ. Đây. Đây, anh em nhìn cái gì đây không? Đây là căn nhà của tôi. Tôi đang xây dở anh em ạ, và một lúc sau tôi mới nhận ra là tôi quên quay màn hình. Thế nên bây giờ tôi mới quay lại được đây anh em. Thì vừa nãy là tôi đã xây được một chút rồi thì nó là như này đây. Nói chung là buổi trước là tôi đã mất khá nhiều thời gian để tôi chuẩn bị đồ đạc các thứ để cho tập này là chúng ta đã xây nhà đây anh em. Chúng ta cần phải có một căn nhà chứ đúng không? Chẳng lẽ cứ ở nhà nhà dân mãi không được đúng không? À, căn nhà của tôi nhưng mà chưa hoàn thành thôi nha anh em. Bây giờ chúng ta xây tiếp thôi. Đây tôi giới thiệu chút cho anh em, nó đây là cái sàn của tôi này, đây là cái gỗ tối màu này. Cái gỗ tối màu thì anh em cứ đến cái khu rừng ở gần mansion ấy, anh em đào, anh em chặt cây chứ. Anh em chặt cây chứ, tôi cứ bị nhầm đào với chặt. À, thì tôi đang làm dở cái phần mái đây. Bây giờ tôi tiếp tục cái phần mái. Trường cái phần mái này là một phần nó khá là dài dòng thì đây để tôi xây cho anh em xem này. Thế nhưng mà tôi đánh giá phần mái khá là đẹp. Thì với cả là anh em đừng có mà khen tôi là tôi gọi là tôi xây đẹp quá nhá. Bởi vì là cái này là tôi lấy ý tưởng từ một YouTuber ở trên YouTube nhá. Chứ thật sự là tôi không có xây đẹp đâu anh em, thật á. Tôi xây kém lắm. Ê, nhầm 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 đào cái nào. Ui, nó rơi xuống rồi. Thôi kệ đi. Lỗi quá. Lỗi quá. Đây. Xong mình cũng qua bên này, mình cũng làm tương tự vậy này. Xong rồi đến đây mình làm gì à? Đúng rồi, tôi nhớ rồi. Đến đây là mình sẽ ấy ấy đến đây là mình sẽ không có xoay thẳng lên nữa mà mình sẽ dùng cái slab ấy. Mà bây giờ mà muốn có cái slab thì tôi phải xuống dưới tôi lấy rồi cái slab của tôi đây này đó. Chung còn trước là đồ tôi đã chuẩn bị khá nhiều ở đây cho anh em rồi. Ê, sao tôi không thấy cái slab của tôi đâu ta? Tôi chuẩn bị thiếu à? Tôi chuẩn bị thiếu anh em ạ. Thôi tôi làm cái slab đây này. Tôi mong là nhà tôi còn nhiều đá. Bây giờ chúng ta phải đi lên này, đi lên rồi lại xây lên vậy. Ok. Nói chung là cái kinh nghiệm mà nhảy trong địa ngục nó làm cho tôi bị pro rồi anh em ạ. Bởi vì là trong địa ngục có mấy pha mà tôi nhảy xong tôi trượt xuống lava rồi đấy. Anh em cũng xem qua cái tập ấy rồi đúng không? Chứ mà những cái gọi là kinh nghiệm đau thương đấy nó giúp cho tôi pro hơn. Rồi, hình như là chỗ này thì mình sẽ không có ấy ra. Đây này mình sẽ xây này đúng không? Chứ chả tối rồi anh em ạ, tối rồi. Xây nhanh nhanh rồi xuống đi ngủ thôi. Ui ui, chờ rồi. Đi ngủ ấy các bạn. Rồi. Tôi mang cái giường ngoài tôi để luôn để tôi tiện ngủ đây anh em. Bây giờ lại phải trèo lên à? Ok, qua qua qua. Nói. Hình như còn thiếu thiếu gì các bạn. Đúng rồi, đây nó còn thiếu một block ở đây. Rồi. Rồi xong rồi. Bây giờ tôi sẽ cần có gỗ gỗ cái craft table của tôi đâu ta? Tôi cần phải mang craft table lên trên anh em ạ. Mà tôi
từ từ á, tôi đặt nó ra để tôi grab ở đây luôn á. Đây thì bây giờ chúng ta cần có cái thang gỗ này này, cái thang gỗ nhưng mà cái màu này này. Chả biết cần bao nhiêu, tôi cứ cần, tôi cứ làm bừa một con số ấy, rồi lên xây. Hiện tại nhà tôi đang có mấy cột thế này, nó hơi chung quê quê, để tôi xây nhà anh em nhá, anh em thông cảm. Chúng ta sẽ xây ngang đây này để mà đó, để người ta lắp cái mái anh em ạ. Theo tôi nhớ là mình sẽ chừa ra, tôi nhớ là mình chừa ra hai ô ở đây. Grab table. Đây, phải làm cả cái slab nữa đó, slab nữa. Mình chừa ra, nãy mình chỉ làm hai ô thôi các bạn, rồi mình chừa ra hai ô, mình chừa ra cái đúng còn lại đó. Ở đây cũng vậy này, nói chung là cái phần mái này nó khá rắc rối anh em ạ. Ok thì nói chung là xây, là anh em đợi tí để tôi xây xong phần mái xong tôi sẽ quay lại với anh em nhá. Ok anh em nhá. Ok anh em, tôi đã gọi là xây, gọi là cũng sắp xong cái phần mái ở đây. Thì đây anh em nhìn thấy, từ từ nào. Sao lạ ta, tôi đặt chuẩn rồi mà, đặt này à, rồi. Đó, cái này là cửa sổ của chúng ta anh em ạ. Đó, cửa sổ của chúng ta. Rồi, anh em nhìn thấy cái ống thông, cái này gọi gì nhỉ? Cái này gọi, nó gọi gì nhỉ? Lò sưởi à? Đúng rồi. Đây cái lò sưởi á, anh em thấy cái lò sưởi thôi chưa? Đó, thực ra bên trong này nó là cái lửa trại đấy, cái campfire ấy. Đó. À, thì đây là một kiểu thiết kế khá là hay, tôi cũng khá thích kiểu này. Và đây thì là cái cửa sổ của chúng ta đây. À, bây giờ chúng ta sẽ làm như vậy với cái bên này. Thì là bên này thì theo tôi nhớ là đặt hai cục vào đây này, xong rồi mình sẽ đặt vào đây này. Hết rồi à? Là cái craft table. Nói chung là cái lúc mà tôi xây nhà thì anh em trông nó sẽ hơi bừa bộn một tí, bởi vì tôi chung cái lúc mà tôi xây nhà thì nó bày bừa lắm, nhưng mà trông nó xây xong rồi tôi sẽ dọn mà anh em yên tâm nhá. Đó, bây giờ chúng ta sẽ đặt cái cục này vào đây này, rồi xong đặt vào đây này. Đó, chúng ta sẽ làm cho nó bị cong cong như góc này đó, bên này cũng vậy. Rồi ok, rồi đây anh em. À, thấy đẹp chưa? Sau đó đào cái này đi. À, đâu ta, đúng rồi, chúng ta cần có cái này này để chúng ta làm cái chắp đo. Chúng ta cần 4 cái anh em ạ. Đó, chúng ta sẽ dùng cái chắp đo để làm cái cửa sổ. Rồi, mình xong cái mái ở đây anh em, xong cái mái ở đây. Bây giờ thì chúng ta sẽ xuống bên dưới để tôi bắt đầu tôi làm xung quanh cái nhà này. Đó, để cầu thang đất của tôi. Đúng rồi, để tôi chỉnh cái chỗ này luôn nhé. Chỗ này thì à, đúng rồi, cái này là do mình xây chứ nó không phải là do bị lỗi đâu anh em ạ. À, ok. Đây thì cái chỗ này thì tôi dùng đất để tôi mở rộng phía bên này không nào. Chỗ này thì chúng ta sẽ dùng cái stone này này, stone brick này. Rồi thì nào, ấy, dùng ba loại này để chúng ta xây này. Nói
chung là chúng ta sẽ cố gắng chúng ta tạo ra một cái trông nó hơi là lạ, thì kiểu là trông nó pha trộn của ba cái loại này vào ấy anh em. Đó, cái này này đó. Thôi chúng ta cần cái fence, cái hàng rào. Cái fence làm nào ta? Gỗ và gậy à? Chừng mà cứ phải làm thêm gỗ trước này. Xong thì gậy vào đây này. Gỗ vào này. Rồi. Xong cần cả cái cửa fence này nữa. Và chúng ta phải cần gậy này. Ok. Cái cửa này là mình cần 4 cái, mình làm hai bên cơ mà đúng không? Mình làm cả hai bên cơ mà. Cần cái 4 cái. Sắp tối rồi à? Đó. Đó. Anh em thấy hợp lý không? Anh em thấy thiết kế hợp lý không? Công nhận là YouTuber họ giỏi nhỉ. Đó. Họ thiết kế được, tôi chỉ gọi là đi mượn lại thôi anh em. Nhà nó đâu phải nhà tôi thiết kế đâu. Đó, xong chúng ta sẽ làm cái này. Đó, đẹp chưa? Xịn chưa? Tôi đi ngủ rồi anh em ạ. Ok. Anh em sẽ bậc thang tôi xây. Nó còn mọc cả cỏ lên rồi này. Đó, bây giờ chúng ta sẽ làm tương tự như vậy với cái bên này thôi. Một cục, hai cục, ba cục. Cobblestone này. Ok. Bốn cục này. Rồi. Đó. Ok. Khá nhanh gọn đấy các em nhỉ. Đó. À. Bây giờ chúng ta sẽ trang trí. Chưa chưa vẫn chưa đến phần trang trí đâu anh em, tôi phải lắp kính xung quanh đã. Đây, đó, lắp này. Sau đó chúng ta sẽ xây thêm cả chỗ để trồng hoa cơ, hay lắm anh em ạ. Đợi tí tôi cho anh em xem. Ok. Cửa. Chưa cửa nhỉ? Được rồi, tôi làm cái cửa đó. Cửa, cửa, mình làm cái cửa gì nhỉ? Cửa, cửa này đi cho xịn nhỉ. Đó. Được cái là cái cửa ấy trông hiện đại anh em ạ. Đó. À, anh em có thể nhìn thấy là cửa ấy trông khá hiện đại, trông như là đi vào một cái khu mà nó cực kỳ sang trọng. Đây, nhà của tôi đây anh em. Hoàn thành ở đây anh em. Em trông đẹp không? Em trông xịn không? Đùa anh em thôi, chân thành đâu. Bây giờ chúng ta phải xây thêm cái này nữa. Chưa xong đâu nè. Từ từ anh em ạ. Chẳng tôi đâu. Tôi vứt ở trong cái hộp kia rồi sao ấy. Đó, mấy cái này sẽ là để chốc chúng ta để hoa, trồng hoa. Chốc tôi sẽ phải đi mượn của những anh dân ở đây một ít hoa. Xẻng, đưa cái xẻng đây. Chúng ta xong cái mái rồi anh em bạn nè, chúng ta không cần cái cầu thang nữa đâu. Này. Rồi. Rồi. Ok. Xây lắp xuống anh em chứ không thì trông nó lơ lửng, trông nó hơi hài vậy. Đây, bây giờ tôi sẽ cần đến
Cái này đó, xây vào mấy cái góc của nó đó. Chưa gì, cỏ ở đây nó đã mọc hết lên rồi này. Sao mọc sao nhanh ta. What? Ok game đó. Vậy là chúng ta đã à, đây, đây đây nó còn phía này nữa. Chúng ta đã xong cái tầng bên dưới rồi. Bây giờ tôi sẽ phải trang trí một chút ở đây này. Đó. Chưa xong đâu anh em yên tâm, còn nhá. Đừng lo, nhà tôi đẹp lắm chứ không có cái chuyện là trong quê này đâu. Làm thêm tí gỗ, làm thêm tí gỗ. Bây giờ chúng ta cần làm cái fence này này. Tôi nhớ là công thức làm nó là như thế này. Mà từ từ phải làm mà tí gậy đã. Công thức làm của nó là đó. 19 cái đã. Chốc thừa là phí lắm. Cần làm cả cái trap door nữa, trap door, trap door, trap door. Nói chung là trap door là cần nhiều anh em ạ. Chốc tôi chỉ để chốc tôi xây thêm cho anh em. Lá cây này. Lá cây dùng để trang trí này. Đó. Anh em thấy được không? Được không em? Cái fence. Đó. Trong nữa là chúng ta sẽ có thứ để làm với cái này này. Mà hình như là phải xây thêm thêm cao thêm một cái nữa sao ấy, đúng rồi. Hai cái hơi thấp. Đúng rồi, tôi nhớ là thế này đấy anh em ạ. Xong bây giờ tiếp tục chúng ta sẽ xây ở hai bên này nữa nè. Hết mấy cái fan rồi. Anh em đợi tí để tôi xong hết cái đống này rồi tôi ấy cho anh em nhé, chứ mà cứ vừa làm vừa craft cái này nó hơi lâu anh em nhỉ. Đợi tôi tí anh em nhá. Đây anh em ơi, đó tôi đã xong được hết mấy cái phần bên cạnh rơm ra rơm rủng rồi. Ok đó, bây giờ chúng ta sẽ xin tí hoa ở trong làng anh em ạ. À hi hi, cho em xin bông anh nhá. Chúng ta sẽ phải xin một ít hoa để chốc nữa chúng ta còn ấy. Đúng rồi, tôi sẽ grab cái kéo anh em ạ. Tại vì mình có cái kéo là mình có thể cắt được cỏ đấy, hay lắm. Đấy, vừa nãy là tôi phải dùng cái kéo để tôi cắt cái lá cây đấy. Đó, kéo cái này đó. Đó, anh em thấy không? Đó, thấy cái cục cỏ ấy không? Ok. Cắt cắt đồ tí à, cắt đồ tí à, nhiều đồ quá nhỉ. À được rồi, tôi cắt đồ trước á. À, cắt cái cắt tạm bánh mì đi. À thôi ăn luôn cái bánh mì đi. Đây này anh em, thì anh biết tại sao mà tôi lại cần phải có nhiều cái campfire vậy không? Tôi sẽ làm cái mái anh em ạ. Ê. Làm lại coi. Hình như là tôi làm lệch ra ngoài rồi đúng không anh Không sao, không sao, chốc phá đi cũng được anh em ạ. Rồi, may. May mà tôi chuẩn bị thừa. Thì sao mà nó bị, nó có cái nó ngang, có cái nó dọc cái này. Sao hại này. Sao hại ta. Để tôi cất tí đồ. Tôi cất đồ đi sau rồi tôi đào mấy cái này đi đã. Có cái ngang, có cái dọc. Cất ba cái này. Đưa cái rìu. Ok. Đó, đào. Đào. Lỗi quá. Tôi nghĩ là tôi sẽ xây theo nó cho
chỗ nó ngang. Đào cái này thì nó ra than thôi. Nếu mà mình mà có cái siêu tót ấy thì mình mới đào nó ra cái ấy các bạn. Xây à đây thì mình phải ấn như này thì nó mới thẳng ấy các bạn. Thiếu à? Thiếu mất một cái các bạn. Thôi tôi làm thêm một cái. Campfire này. Campfire. À may có đủ luôn này, ngon quá. Ngon quá, đẹp quá. Rồi. Bây giờ tôi sẽ phải dùng bây giờ tôi phải đứng lên để tôi làm nguội hết cái đống này đi anh em ạ, bởi vì là cái mái nhà mình cháy mà. Ôi, khói nhiều nhở. Đây. Anh em muốn làm nguội thì anh em đặt cái này này. Đó. Thế quái nào? Nó chảy vào lửa mà nó không làm, nó không dập lửa ấy các mày. Và tôi cứ nghĩ là mình làm như vậy là được. Tôi cứ nghĩ mình làm như vậy là được. Hóa ra không được rồi anh em ạ. Thì mình phải ấn, mình phải đặt nước vào từng cái một. Đây nè. Đặt nước vào từng cái một rồi. Đó. Tôi thấy trên YouTube là họ làm như vậy. Thì lúc đầu là tôi cũng thắc mắc mà. Thắc mắc là vì sao mà họ không đặt từ trên nó chảy xuống. Sao họ cứ đặt như vậy nó hài. Đào cái bên này đi. Cái bên này thừa mà. À rồi được rồi đấy. Sàn nhà không có bốc cháy. Còn bốc cháy cơ. Còn hai chỗ bốc cháy này. Hết chưa? Hết rồi anh các bạn. Rồi tôi nhặt được cái cục ấy rồi. Ok anh em. Đó. Đây là cái mái nhà của chúng ta. Anh em. Nó còn một cục ở chỗ chỗ này kìa, tôi vào tôi nhặt nốt cho đỡ phí. Ok. Bây giờ thì chúng ta chỉ cần đi đi nhặt hoa ở đây và gọi là trồng hoa vào thôi đúng không? Nhà phù hợp với thiên nhiên cây cối đúng không? Nhỉ. Tôi thấy khá may mắn khi mà tôi ở được một cái vùng mà nó gọi toàn toàn hoa này thích. Chúng ta phải lợi dụng luôn đúng không anh em? Có mấy khi mà được ở mấy cái vùng toàn hoa đâu. À. Lợi dụng. Chắc đủ rồi đấy, để tôi về tôi thử nào. Đó, anh em ở nhà tôi. Ở anh Gula đúng rồi, đúng rồi. Mình cầm sắt ra là mình sửa ra anh Gula đấy. Thì trước có bạn bảo với tôi thế mà. Hồi trước ở nhà cũ là tôi đã tính sửa anh Gula rồi đấy. Nhưng mà đâu ra sắt đâu để rồi. Anh cô lơ mày. Được đấy. Tuyệt quá nhở. Thế là bây giờ là anh Golem sẽ mãi mãi không bao giờ bị hỏng anh em ạ. Ngày nào tôi cũng sẽ chăm sóc cho anh Golem. Cắt tí cỏ trồng cỏ chứ. Rồi. Cất hết mấy cái này đi nào. Lấy hết hoa xuống nào. Cất kiếm luôn. Rồi hoa này. Lấy cả lá cây xuống đây anh em ạ. Thì tôi nhớ là mình để lá cây vào đây thì trông nó sẽ không bị quê này. Có. À. Đặt lá cây vào đây này. Chết cha rồi. Đặt nhầm rồi. Ok. Anh em thích kiểu trang trí này có được không? Đẹp không? Cắt đi này. Rồi. Hoa tím. À. À hi hi. Có vẻ là tôi đã xong cái căn nhà của tôi đấy anh em. À. Tôi cảm thấy hình như còn thiếu thiếu cái gì ý. Đúng rồi, đây này còn thiếu mấy cái nút đó. Đúng rồi, tôi nhớ là nó có một cái chi tiết nhỏ là họ có đặt cái nút vào chỗ này này. Nó sau đó thì một cái nút ở cửa.
À cái nút ở cửa nó giống giống như cái chuông cửa ấy nhỉ? Còn ở đây thì là cái nút ở đây này. Đặt này á. Sắp xong rồi anh em, sắp xong rồi. Xong rồi. Đó. Đào mấy cái này đi cái nhỉ? Tôi lấy cái xẻng vào đào cho nhanh. Xẻng. Xong rồi đấy anh em. Bây giờ chúng ta đã chuyển đến phần phải vào trong để thiết kế bên trong nhỉ. Ăn tí đói quá. Rồi. Còn thiếu gì không ta? Đây đây, để tôi cho anh em được chiêm ngưỡng căn nhà của tôi từ đằng xa. Sao ba anh dân làng lại tự nhốt nhau ở đây này à? Ra ngoài mấy anh ấy. Buổi đêm zombie vào nó chém hết mấy anh bây giờ đấy. Đó. Em thấy căn nhà tôi sao? Anh em căn nhà tôi sao? Thấy sao? Hay đẹp không? Hay đẹp chưa? Xịn không? Này hả? Đơn giản nhưng mà lại rất đẹp đúng không anh em? Ấy chà. Anh này anh cũng bị hỏng à, về lấy phôi bạc sửa anh cái. Đó. Căn nhà cực kỳ phù hợp với thiên nhiên. Anh Golem ơi, qua đây em sửa anh nè. Thích không? Thích lắm anh em ạ. Anh Golem vui lắm. Ok, chúng ta cùng chuyển vào bên trong để cùng thử xem bên trong bây giờ xây nào nhá. Đấy, sao bên trong nó lại lòi ra hai cục ở đây này? À, chỗ này là cái chỗ để cái lò sưởi anh em ạ. Nếu vậy thì giờ mình phải chắn hai cái này lại nhỉ? Mà để cái này cũng được, để cái này cũng đẹp mà, đúng không? Chúng ta cùng xây bên trong thì tôi nghĩ thử chút nào. Tôi nghĩ là chúng ta sẽ nên có tầng 2 anh em nhỉ? Phải có tầng 2 mới đẹp chứ. Tầng 2 thì ok thì chúng ta cùng mang dụng cụ các thứ vào đây nào. Craft table này. Cái rìu của tôi đâu? Đây rồi. Đóng cửa vào anh em ạ, không chốc bạn bạn Creeper bạn ấy vào bạn thăm mình là vui lắm. Xây cái bậc thang trước nhỉ. Đây, để tôi xây bậc thang lên tầng 2 cho anh em. Thì giờ mình lên tầng 2 thì mình sẽ xây tầng 2 ở đâu ta? Tầng 2 thì tôi đang nghĩ là ở đây à? Hay là ở đây nhỉ? Tôi nghĩ tầng 1 là mình phải để cho rộng anh em nhỉ. Tầng 2 ở đây đi. Sẽ làm cái slab anh em ạ. Đó. Lỗi. Nhà phải có 2 tầng mới là nhà, gọi là nhà xịn chứ gọi là nhà lâu anh em nhỉ. Tôi rất là muốn gọi là được mang cây cối vào trong nhà anh em ạ. Tôi đang nghĩ thử xem là có cách nào để mình có thể xây được cây cối vào trong nhà không. Được rồi, để tôi làm đường lên tầng 2 chứ nhỉ. Đây đi, tôi sẽ đi lên tầng 2 cho này đi. Đây, có một cái thiết kế rất là hay giúp anh em được lên tầng 2 đây, thiết kế này này à. Nó giống như mình xây mái ấy, đúng không? Rồi, đúng rồi. Bị kẹt à? Bị kẹt đây các bạn. Ok. Đó, ôi tầng 2 này. Xịn không? Ồ. Tôi có nhà lầu nhá.
Nhà này là nhà lầu mà lại còn mặt phố nữa cơ. Nhà trong làng đấy. Ủa view đẹp nhỉ. View đẹp nhỉ. Ấy chả thích nhở. Đây là lần tiên mà tôi xây nhà to đấy anh em. Chứ thường là tôi toàn xây nhà nhỏ ấy, thì bởi vì tôi nói thật là tôi cực kỳ lười xây nhà anh ạ. Tôi lười lắm. Thế nhưng mà bởi vì là tôi biết là anh em thích nhà to nên là tôi xây cho anh em. Từ từ tôi uống nước cái anh em ạ. Khát nước quá. Ok. Hoa. Bây giờ tìm chỗ để hoa vậy. Đây thì tôi sẽ muốn để hoa ở đây. Để vào góc. Bông hoa đẹp nhất ta. Tôi rất là thích cái bông hoa ấy, bởi vì trông nó cứ ngáo ngáo kiểu gì ấy. Đó, trông hơi ngáo nhưng mà trông hơi héo vậy tôi vứt đi. Đây cho bông hoa tím đi nhỉ. Hoa tím mà đẹp. Đó. Ok không anh em? Ok không? Tối à? Sao tối ta? Làm cái đèn đấy anh em ạ. Làm cái mình để craft table trong nhà mà. Đèn là lantern á. À nhầm 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 cái lan đây này, cái lantern này nè. À bạc và đèn đuốc à. Sắp tối rồi anh em ạ. Bạc. Bạc đâu ta? Bạc bạc có đang cầm nè. Bạc nè. Bạc và đuốc. Tối từ từ đi ngủ đấy, đi ngủ đấy, ngủ đấy. Thật ra thì tôi chơi Minecraft và tôi cực kỳ thích gọi thức đêm xây nhà nhá. Thì kiểu tôi rất là thích buổi đêm ở trong Minecraft ấy bởi vì nó đẹp. Nhưng mà bởi vì mình đang ở làng ấy anh em, nên là nếu mà mình mà không ngủ chốc sợ zombie ra nó giết hết dân làng á. Thế nên là tôi phải đi ngủ anh em ạ. Làm cái đuốc. Cái đuốc gậy tôi đâu hết rồi ta. Đây rồi. Cất cất hết mấy cái hoa vào đi. Có gậy rồi này, có than không? Có than không? Đây có than rồi, ngon quá. Ok, chúng ta làm được cái lantern đấy. Làm đây rồi. Để tôi làm 5 cái luôn anh em ạ. 5 cái luôn. 5 cái thì một cái mình treo ở trước nhà. Đây à? Ôi, thằng này nó vào thăm nhà tôi. Ôi anh tính xem nhà hay là anh tính làm gì đấy? Anh có muốn mua nhà không? Em bán lại giá rẻ thôi, anh đưa em 300 cục ngọc xanh. Quốc 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 đào đi cái để ở đây thì hơi quê các bạn. Chung là mình phải có chỗ nào đó mình để cho xịn cơ. Tôi mới thích cơ. Đây đi. À, sáng nhất đêm nay luôn. Còn trong nhà sao ta? Để từ từ đã anh em ạ. Để tìm chỗ để các thứ đã. Tôi mang cái giường vào đã. Mình cần có lò nung ấy nhỉ. Giường chẳng lẽ mình nằm ngủ ở dưới gầm này thì nó hơi giường đây. Tôi sẽ để giường ở đây đi. Không không. Đây đi. À. Sau này mình còn có kệ sách các thứ nữa mà đúng không? Mình có lò nung không ta? Có craft table này. Có rương rủng gì không ta? Nó có cái rương ở đây này, để tôi craft vài cái rương tôi vứt trong kia cho đẹp. Đó, rương này. Đó, chúng ta sẽ để một cái rương ở ngay bên cạnh giường. Đó. Anh biết vì sao phải có cái rương ở bên cạnh giường hay không? Để kiểu mình đang nằm ngủ mà có thằng nào vào ấy, mình còn mở rương ra để mình rút vũ khí ra mình còn sửa được. Cực kỳ nhanh gọn lẹ luôn. Nhà trống trải phết nhỉ. Tôi vẫn đang suy nghĩ xem
trang trí thế nào anh em ạ. Nói chung là nhà chúng ta khá là rộng thì đây chạy qua cái nhà cũ của tôi để tôi đào mấy cái lò nung, chuyển dần đồ qua nhà mới đi vừa anh em ạ. Bây giờ tôi có nhà mới rồi, tôi không còn phải gọi là sống nương tựa vào các anh dân nữa rồi. Đào đào cái này đi này, nó rỗng này. Tôi dần dần tôi chuyển hết đồ từ bên này qua bên kia anh em ạ. Craft table ở đây. Em trả nhà cho anh dân nhá. Thế nhưng mà anh dân đã bị mất cái giường anh em ạ. Anh dân không còn cái giường. Lò nung à? Lò nung thì tôi sẽ để ở đâu ta? Lò nung rất là quan trọng. Tôi nghĩ là tôi sẽ còn đá không ta? Tôi sẽ grab cái lò nung. Ok anh em thì bây giờ tôi sẽ vừa nghĩ và tôi vừa chỉnh chỉnh mấy cái chỗ này anh em ạ. Thì buổi hôm nay tới đây thôi anh em nhá. Tại vì chỉnh chỉnh vậy nó sẽ hơi mất thời gian của anh em đúng không? Để xong buổi sau anh em vào cái là tôi đã chỉnh xong hết rồi anh em nhỉ. Ok. Bye bye anh em nhá. Cảm ơn tất cả anh em vì đã xem nhá. Yêu anh em. Hẹn gặp lại anh em. Bye bye anh em.